Thưa quý vị, sau khoảng thời gian tập huấn kỹ thuật nuôi sâu canxi và trường quế, vừa qua Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình tham quan, học tập thực tế tại một số hộ tiêu biểu trên địa bàn huyện Hòa Vang. Đây cũng là dịp để nhân rộng các mô hình nông nghiệp tuần hoàn trong hội viên nông dân. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Điểm dừng chân đầu tiên trong chương trình tham quan nằm tại thôn Bắc An, xã Hòa Tiến. Lần đầu tiên được trải nghiệm, học hỏi một mô hình mới với kỹ thuật nuôi sâu canxi và trường quế. Hội viên nông dân rất phấn khởi vì được biết thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm mới mà chỉ có thể tiếp thu được qua tham quan trực tế, thay vì tại các buổi tập huấn trước đó, như thời gian sinh trưởng của các đối tượng, nhiệt độ phù hợp, cách xử lý thức ăn nuôi sâu. Nói chung là sau canxi thì tất cả là tận dụng thức ăn là thực phẩm hư, thực phẩm nhất là trái cây thúi rồi là nó rất tiện cho nó để mà nó nhanh phát triển. Thì là khi nuôi cái thịt nuôi thì mình phải thường xuyên theo dũa hàng ngày, nói chung một ngày là phải cho nó ăn 2 lần, là mình theo dũa cái con sâu để cho nó phát triển như thế nào rồi mình có cách xử lý. Trong toàn bộ quá trình sinh trưởng của sâu canxi, ấu trùng là giai đoạn mang lại hiệu quả cao nhất vì có thành phần dinh dưỡng cao gồm protein, chất béo, canxi, đảm bảo dinh dưỡng, làm thức ăn chăn nuôi, cá, gà, vịt, giúp vật nuôi phát triển khỏe mạnh, giảm tỷ lệ mắc bệnh, giảm chi phí thức ăn và nâng cao lợi nhuận cho các hộ chăn nuôi. Nuôi con sâu này là nó có rất nhiều cái hiệu quả cho vấn đề về chăn nuôi. Thức ăn của nó rất là bổ sung nhiều cái loại chất động cho cái con gà hay là con vịt hay con cá mình nuôi. Ví dụ như mà mình nuôi một con gà thì tầm khoảng là 4 tháng đến 6 tháng mình mới xuất, thì nuôi con sâu này tầm khoảng giống như một nửa chi phí của mà người nuôi. Nó đem sự lợi nhuận của mình cũng rất là đạt. Ngoài xã Hòa Tiến, Hội Nông dân thành phố còn tổ chức cho hội viên tham quan tại xã Hòa Khương, Hòa Liên, Hòa Châu và Hòa Sơn. Với việc vừa được quan sát trải nghiệm, vừa được hướng dẫn trực tiếp, không khó để người nông dân nắm bắt được các kỹ thuật này. Ngoài những cái địa điểm tham quan tại địa phương á, thì Hội Nông dân thành phố cũng có tổ chức cho hội viên nông dân mình tham quan ở các điểm ở địa bàn tỉnh Quảng Nam để mà hội viên nông dân là học hỏi thêm những cái kiến thức thực tế từ cái kinh nghiệm từ cái người sản xuất để mà về áp dụng vào thực tế của mình để cho được tốt hơn. Qua buổi tham quan mô hình, mỗi cán bộ hội viên nông dân thành phố Đà Nẵng sẽ phát huy vai trò là một kênh tuyên truyền tích cực để bà con, hội viên nông dân học hỏi, nhân rộng mô hình, không chỉ tạo công ăn việc làm mà còn giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường từ nguồn phụ phẩm nông nghiệp, hướng đến xây dựng nông thôn văn minh, nông nghiệp bền vững.